Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Hôm nay thì mình tiếp tục cung cấp những từ vựng cho các bạn yêu thích tiếng Quảng Đông tham khảo. Hôm nay thì có liên quan về phát. Phát là phạt ha. Mình thí dụ, phát sáng mé xì. Phát sáng mé xì có nghĩa là xảy ra chuyện gì. Thì phát sáng là xảy ra, mé xì là chuyện gì. Chúng ta cùng nhau hỏi lại. Phát sáng mé xì. Phát sáng mé xì xảy ra chuyện gì. Mình thí dụ, phát sáng ừ hối sắm kè xì. Phát sáng ừ hối sắm kè xì có nghĩa là xảy ra chuyện không vui. Phát sáng là xảy ra, hối sắm là vui, ừ hối sắm là không vui, xì là một cái chuyện gì đó, một cái sự tình gì đó, kè là của. Ừ, hối sắm kè xì, chuyện không vui. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Pha sắn, ừ, hối sắm kè xì. Pha sắn, ừ, hối sắm kè xì, xảy ra chuyện không vui. Mình thí dụ khác, giờ pha sắn gì nữa. Pha sắn chỏ. Pha sắn chỏ có nghĩa là đã xảy ra hay là xảy ra rồi. Cái gì đó đã xảy ra hay xảy ra rồi thì tiếng Quảng Đông sẽ là pha sắn chỏ, bởi vì chỏ là cái gì đó đã qua, cái gì đó rồi. Pha sắn là xảy ra. Cùng nhau đọc lại. Pha sắn chỏ. Pha sắn chỏ đã xảy ra hay là xảy ra rồi. Rồi bây giờ pha sắn gì nữa. Thí dụ pha sắn tì chanh. Pha sắn tì chanh có nghĩa là xảy ra động đất, bởi vì pha sắn là xảy ra, tì chanh là động đất. Tì chanh là động đất. Cùng nhau đọc lại. Pha sắn tì chanh. Pha sắn tì chanh có nghĩa là xảy ra động đất. Còn xảy ra gì nữa. Pha sắn sủi chói. Pha sắn sủi chói có nghĩa là xảy ra nước ngập lụt hay là xảy ra nước lũ. Sủi chói có nghĩa là nước ngập, lũ lụt. Sủi chói. Pha sắn là xảy ra. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Pha sắn sủi chói. Pha sắn sủi chói xảy ra nước ngập lụt hay là xảy ra nước lũ. Pha sắn sủi chói. Bây giờ pha sắn lùng kiển phúng. Pha sắn lùng kiển phúng có nghĩa là xảy ra gió lốc. Thì ở nước Mỹ hay thường xảy ra lùng kiển phúng ha các bạn. Lùng kiển phúng là gió lốc. Lùng kiển phúng là gió lốc hay là những cái cơn lốc xoáy á, người ta gọi là lùng kiển phúng. Pha sắn là xảy ra. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Pha sắn lùng kiển phúng. Pha sắn lùng kiển phúng xảy ra gió lốc, nó cuốn trôi mấy cái nóc nhà hết luôn á. Tiếp tục thí dụ khác. Pha sắn phỏ chói. Pha sắn phỏ chói có nghĩa là xảy ra cháy hay nói một cách khác là xảy ra hỏa hoạn. Thì phỏ chói là cháy hay là hỏa hoạn. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Pha sắn phỏ chói. Pha sắn phỏ chói xảy ra cháy hay là xảy ra hỏa hoạn. Rồi bây giờ còn pha sắn gì nữa. Pha sắn di ngòi. Pha sắn di ngòi có nghĩa là xảy ra tai nạn, bởi vì di ngòi là tai nạn. Pha sắn là xảy ra. Cùng nhau đọc lại. Pha sắn di ngòi. Pha sắn di ngòi xảy ra tai nạn. Rồi bây giờ còn xảy ra gì nữa. Pha sắn cẩm kè xì. Pha sắn cẩm kè xì có nghĩa là xảy ra chuyện như thế, xảy ra chuyện như vậy. Pha sắn cẩm kè xì. Cẩm kè xì có nghĩa là chuyện như thế, chuyện như vậy. Pha sắn là xảy ra. Cùng nhau đọc lại. Pha sắn cẩm kè xì. Pha sắn cẩm kè xì xảy ra chuyện như thế. Ra bây giờ phát diện. Từ vựng phát diện có nghĩa là phát hiện. Cùng nhau đọc lại. Phát diện. Phát diện là phát hiện. Mình thí dụ phát diện dậu mành thầy. Phát diện dậu mành thầy có nghĩa là phát hiện có vấn đề. Dậu mành thầy là có vấn đề, bởi vì mành thầy là vấn đề, dậu là có, dậu mành thầy có vấn đề. Phát diện là phát hiện. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát diện dậu mành thầy.
Phát hiện dạo mạnh thầy có nghĩa là phát hiện có vấn đề. Rồi bây giờ từ vựng phát triển. Phát triển có nghĩa là phát triển, bởi vì phát là phát, triển là triển. Những ai tên triển có thể dùng chữ triển này, và những ai tên phát có thể dùng chữ phát này. Cùng nhau đọc lại. Phát triển. Phát triển là phát triển. Mình thí dụ, phát triển chúng có cá. Phát triển chúng có cá có nghĩa là các nước đang phát triển. Có cá là các nước. Phát triển là phát triển. Phát triển chúng. Phát triển chúng có nghĩa là đang phát triển. Người ta không nói phát triển cảnh mà người ta nói phát triển chúng cũng được ha các bạn. Phát triển chúng có cá. Hay là bây giờ mình nói mình đang ăn cơm thì sự cảnh phàn, người ta không nói sự cảnh phàn, người ta nói là sự phàn chúng. Đều được ha. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát triển chúng có cá. Phát triển chúng có cá. Các nước đang phát triển. Thí dụ như là Việt Nam là nước đang phát triển ha các bạn. Còn những nước mà phát triển rồi đó thì cũng như là Mỹ, Canada, Nhật Bản này nọ. Rồi bây giờ tới phát cọt là phát giác hay là phát hiện ra. Mình thí dụ phát cọt chỉ kỹ chánh hài chúng di khỏi. Phát cọt chỉ kỹ chánh hài chúng di khỏi có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự thích anh ấy, hay là phát hiện ra mình thật sự thích cô ấy, phát hiện ra mình thật sự thích bạn ấy. Thì phát cọt là phát giác hay là phát hiện ra. Chỉ kỹ là chính mình, chánh hay là thật sự, thật là chúng gì là thích, khỏi là bạn ấy, cô ấy, bác ấy, gì ấy, chú ấy. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chúng gì khỏi. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chúng gì khỏi có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự thích anh ấy, hay là phát hiện ra mình thật sự thích bạn ấy. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chúng gì khỏi. Mình thí dụ khác. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chúng di lị. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chúng di lị có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự thích bạn, phát hiện ra mình thật sự thích em, phát hiện ra mình thật sự thích gì, vân vân. Phát cọt chỉ kỹ phát hiện ra chính mình như thế nào. Chánh hay thật là chúng di là thích, lị là bạn, anh chị cô bác dì dượng đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát cọt chỉ kỹ chánh hài chúng di lị. Phát cọt chỉ kỹ chánh hài chúng di lị phát hiện ra mình thật sự thích anh, phát hiện ra mình thật sự thích bạn, vân vân. Rồi bây giờ thí dụ khác nữa. Phát hiện ra mình thật sự đã làm sai thì nói như thế này. Phát cọt chỉ kỹ chánh hài chỗ cho chỗ. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chỗ cho chỗ. Thì chỗ là làm, chỗ cho là làm sai. Chỗ là cái gì đó đã, cái gì đó đã qua rồi đó. Chỗ cho là làm sai. Chỗ cho chỗ có nghĩa là đã làm sai hay là làm sai rồi. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự như thế nào. Chù cho chỏ. Chù cho chỏ có nghĩa là đã làm sai hay là làm sai rồi. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chù cho chỏ. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chù cho chỏ. Có cho có sự giấm hả các bạn? Không đọc so, không đọc to, không đọc tho, không đọc cho, mà là cho. Cho, cho là sai. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chù cho chỏ. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay chù cho chỏ có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự đã làm sai. Bây giờ còn phát hiện ra mình thật sự như thế nào nữa. Làm sai hết, sai toàn bộ. Chù cho sai. Chù cho sai có nghĩa là làm sai hết, làm sai toàn bộ. Ví dụ như mình ăn hết thì sực sai ha. Sực sai là ăn hết. Chù cho sai là làm sai hết. Còn chù sai á là làm xong hết. Bây giờ chù cho sai có nghĩa là làm sai hết.
làm sai hết. Ví dụ như mình làm toán, làm đề thi gì đó, chù cho sai, có nghĩa là làm sai hết. Làm trật hết, làm trật lất hết, không có đúng gì hết đó, chù cho sai. Rồi, phát con chỉ kỹ chánh hay, phát con là phát hiện, chỉ kỹ là tự mình, chính mình, chánh hay là thật sự, thật là. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát con chỉ kỹ chánh hay, chù cho sai. Phát con chỉ kỹ chánh hay, chù cho sai. Phát hiện ra, mình thật sự làm sai hết. Làm sai bét, làm trật hết. Đi thi mà làm sai hết thì lấy mấy điểm, lình cái tản ha các bạn, lình cái tản là không điểm ha, lình cái tản là không điểm. Người ta lấy giáp bạc phánh là 100 điểm ha, giáp bạc phánh là 100 điểm, bây giờ lình cái tản là không điểm. Nhưng mà điểm cải đó chù cho sai á mà, chù cho sai, làm sai hết thì làm sao mà giáp bạc phánh, làm sao mà 100 điểm. Diêu lỏ lình cái tản, diêu lỏ lình cái tản là không điểm. Rồi, bây giờ, thí dụ khác, phát co chỉ kỹ, chánh hay trùm tu. Phát co chỉ kỹ, chánh hay trùm tu. Có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự làm không được. Trù tu là làm được, trùm tu là làm không được. Chánh hay là thật là, chỉ kỹ là chính mình. Phát co là phát hiện ra, phát giác ra. Bởi vì co là giác, phải không nào? Phát là phát. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay trùm tu. Đọc lại một lần nữa. Phát cọt chỉ kỹ chánh hay trùm tu. Có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự làm không được. Rồi bây giờ thí dụ khác, còn phát hiện ra mình thật sự làm được. Phát hiện ra mình thật sự làm được thì nói như thế này. Làm không được là trùm tu. Bây giờ làm được thì là trù tắc tu. Trù tắc tu. Trù tắc tu có nghĩa là làm được. Trù tu làm được, trù tắc tu cũng làm được, nói cái nào cũng được. Chánh hay là thật là, chỉ kỹ là chính mình, phát cọt là phát giác hay là phát hiện ra. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát cọt chỉ kỹ, chánh hay trù tắc tu. Phát cọt chỉ kỹ, chánh hay trù tắc tu. Phát hiện ra mình thật sự làm được. Rồi bây giờ phát hiện ra mình thật sự làm được rất tốt, không những làm được mà còn làm được rất tốt thì nói như thế này. Chù tắc tu là làm được. Chù tắc hữu hữu, chù tắc hữu hữu có nghĩa là làm được rất tốt. Chù tắc tu là làm được, chù tắc hữu hữu là làm được rất tốt. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát con chỉ kỹ chánh hay chù tắc hữu hữu. Phát con chỉ kỹ chánh hay chù tắc hữu hữu có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự làm được rất tốt. Bởi vì hữu hữu là rất tốt, tắc là được, chù là làm, chù tắc hữu hữu là làm được rất tốt. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Phát con chỉ kỹ chánh hay chù tắc hữu hữu. Phát con chỉ kỹ chánh hay chù tắc hữu hữu có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự làm được rất tốt. Rồi bây giờ phát hiện ra gì nữa? Phát hiện ra mình thật sự làm không kịp. Phát hiện ra mình thật sự làm không kịp nói như thế này. Làm kịp á là chù tắc chít. Bây giờ đó làm không kịp là chù chít. Chù chít, chít là kịp. Chít là không kịp. Chù là làm. Chù chít có nghĩa là làm không kịp. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát con chỉ kỹ chánh hay trùm chít. Phát con chỉ kỹ chánh hay trùm chít. Có chít có sự giấm, không đọc xít, không đọc tít, không đọc thít và cũng không đọc chít mà là chít. 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 Chít là kịp. Trùm chít làm không kịp. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát con chỉ kỹ chánh hay trùm chít. Phát con chỉ kỹ chánh hay trùm chít có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự làm không kịp. Rồi bây giờ phát hiện ra mình thật sự làm không tốt thì nói như thế nào? Nói như thế này, hồi nãy là chù tắc hữu hữu ha,
làm được rất tốt, bây giờ làm không tốt. Chủ tắc mụ hữu. Mụ hữu là không tốt ha, chủ tắc là làm được. Chủ tắc mụ hữu có nghĩa là làm không được tốt. Chủ tắc mụ hữu là làm không được tốt. Chủ tắc hữu là làm tốt. Chủ tắc hữu hữu là làm được rất tốt, làm rất tốt. Chủ tắc hữu hữu, bây giờ chủ tắc mụ hữu là làm không tốt hay là làm không được tốt đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát cọc chỉ kỹ chánh hài chủ tắc mụ hữu. Phát cọc chỉ kỹ chánh hài chủ tắc mụ hữu có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự làm không tốt hay là phát hiện ra mình thật sự làm không được tốt đều được. Mình thí dụ khác. Phát hiện ra mình thật sự như thế nào nữa? Phát hiện ra mình thật sự làm không xong. Thì nói như thế này. Làm xong á là chủ tắc tìm, làm không xong á là chủ tìm. Chủ là làm, là không, tìm. Tìm có nghĩa là tìm có nghĩa là xong cái gì đó, ok cái gì đó là tìm. Chủ tìm có nghĩa là làm không xong. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát cọc chỉ kỹ chánh hài trùm tìm. Phát cọc chỉ kỹ chánh hài trùm tìm có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự làm không xong. Rồi bây giờ phát hiện ra mình thật sự rất giống công chúa. Ở cái câu này hay là giống công chúa sướng ha các bạn. Muốn gì được cái nấy. Thì công chúa là cúng chữa. Cúng chữa là công chúa. Hữu trị. Hữu trị có nghĩa là rất giống. Hữu trị có nghĩa là rất giống. Có trị cũng có sự giống. Không đọc sị, không đọc tị, không đọc thị, không đọc trị, mà là trị. Hữu trị. Hữu trị là rất giống. Giống ai? Cúng chữa là công chúa. Hữu trị cúng chữa. Hữu trị cúng chữa có nghĩa là rất giống công chúa hay là rất là giống bạn. Thì hữu trị lị rất giống bạn ấy cho hữu trị khỏi ha. Thì các bạn cứ thay thế những cái đại từ nhân xưng khác nhau thì các bạn sẽ có những câu khác nhau. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phát cọc chỉ kỹ chánh hài hữu trị cúng chữa. Phát cọc chỉ kỹ chánh hài hữu trị cúng chữa có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự rất giống công chúa. Giống công chúa là sướng, sướng như tiên, muốn gì được nấy, vừa xinh đẹp nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc lại những cái từ câu hồi nãy giờ cho quen. Phát sáng mé xì. Phát sáng mé xì. Xảy ra chuyện gì? Phát sáng m hói sắm kè xì. Phát sáng m hói sắm kè xì. Xảy ra chuyện không vui. Phát sáng chỏ. Phát sáng chỏ. Đã xảy ra hay là xảy ra rồi. Phát sáng chỏ. Phát sáng tì chanh. Pha sắn tì chanh, xảy ra động đất. Pha sắn sủi chói. Pha sắn sủi chói, xảy ra nước ngập lụt hay là xảy ra nước lũ. Pha sắn sủi chói. Pha sắn lùng kiển phúng. Pha sắn lùng kiển phúng, xảy ra gió lốc. Pha sắn phỏ chói. Pha sắn phỏ chói, xảy ra cháy hay là xảy ra hỏa hoạn. Pha sắn di ngòi. Pha sắn di ngòi, xảy ra tai nạn. Pha sắn cẩm kè xì. Pha sắn cẩm kè xì, xảy ra chuyện như thế. Phát dìn. Phát dìn, phát hiện. Phát dìn dậu mạnh thầy. Phát dìn dậu mạnh thầy, phát hiện có vấn đề. Phát triển. Phát triển, phát triển. Phát triển chúng cọt cá. Phát triển chúng cọt cá, các nước đang phát triển. Phát cọt chỉ kỹ chánh hài chúng di khỏi. Phát cọt chỉ kỹ chánh hài chúng di khỏi. Phát cọt chỉ kỹ chánh hài chúng di lị. Phát cọt chỉ kỹ chánh hài chúng di lị, phát hiện ra mình thật sự thích bạn. Phát cọc chỉ kỹ chánh hài chù cho chỏ.
phát góc chỉ kỹ chánh hài chù cho chỗ, phát hiện ra mình thật sự đã làm sai. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù cho sai. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù cho sai. Phát hiện ra mình thật sự làm sai hết. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù mù tô. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù mù tô. Phát hiện ra mình thật sự làm không được. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù tắc tô. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù tắc tô. Phát hiện ra mình thật sự làm được. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù tắc hữu hữu. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù tắc hữu hữu. Phát hiện ra mình thật sự làm được rất tốt. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù chít. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù chít. Phát hiện ra mình thật sự làm không kịp. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù tắc hữu. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù tắc hữu. Phát hiện ra mình thật sự làm không tốt. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù tìm. Phát góc chỉ kỹ chánh hài chù tìm. Phát hiện ra mình thật sự làm không xong. Và sau cùng, phát góc chỉ kỹ chánh hài hữu chỉ cúng chữ. Phát góc chỉ kỹ chánh hài hữu chỉ cúng chữ. Có nghĩa là phát hiện ra mình thật sự rất giống công chúa. Rồi thì mình cũng hy vọng là các bạn thích cái chia sẻ hôm nay. Và cái gì cũng vậy các bạn, luyện tập nói nhiều sẽ quen, nghe nhiều sẽ giỏi. Cái gì đó thì các bạn muốn giỏi thì các bạn phải nói, phải giao tiếp. Có cơ hội giao tiếp với người Quảng Đông thì các bạn cứ giao tiếp với người Quảng Đông. Nói đại, nói sai thì người ta sửa cho mình ha. Chứ không có ngại, không có ngại ngùng. Ngại ngùng á thì suốt cuộc đời các bạn sẽ không nói được ha. Các bạn không nói thì không ai giúp được các bạn nói được đó. Tại vì cái miệng là của chính mình, phải không nào? Mình không nói, Cho dù có học tới đâu đi nữa mà chúng ta không dặn nói, chúng ta không muốn nói thì chúng ta chỉ nghe ha, chỉ nghe được thôi, chứ còn nói thì các bạn sẽ phản ứng chậm. Cho nên có cơ hội giao tiếp với người Quảng Đông thì các bạn cứ nói, người ta sẽ sẵn sàng nghe và sửa những cái câu sai cho các bạn. Rồi thì mình luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui trong tiếng Quảng Đông. Trân trọng và hẹn gặp lại nhau ở những kỳ chia sẻ tiếp theo. Chào tạm biệt, chào kiên, bye bye các bạn. Chào mừng quý